Con cá sấu này cũng hung dữ nhờ các bạn nhờ. À, con cá sấu đã bị con Godzilla phun tia plasma và bay đi rồi. Nó bay đi tít 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 đâu rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, nhìn này. Cái con King Kong nó đang thì đánh nhau với cái con cá sấu kia. Con King Kong nó đang lội dưới nước kìa. Nó đang tiến lên để nó đánh nhau với con cá sấu. Con cá sấu đang đứng trên bờ các bạn ơi. Ôi, nó há miệng ra to chưa. Đây là một con cá sấu các bạn ơi. Con cá sấu siêu to luôn. Nó đang bơi kìa. Nó vừa bơi ở trong cái bụi cây kia ra đấy các bạn. Có một con cá sấu đang ở ngoài kia bơi vào nữa kìa các bạn ơi. Hình như giờ này là cá sấu nó đang đi kiếm ăn đấy các bạn. Các bạn thấy không? Nó bơi đi, nó lại bơi lại. Trời ơi, nhiều cá sấu lắm. Con cá sấu này cũng to nhờ. Hình như đang tiến vào bờ ấy các bạn. Đây là con Húc Ghi. Con Húc Ghi nó đang cười cái gì thế? Nó đứng đây, nó ngửa ngực lên nó cười. Đây là một con Godzilla các bạn ơi. Con Godzilla nó đang phun tia plasma kìa. Chắc là nó rình thấy có cái con gì ở quanh đây rồi. Nên là nó mới phun tia plasma đấy. À, thì ra là một con cá sấu. À, nó thấy con cá sấu nên là nó đã giao đấu với con cá sấu để xem con nào sẽ thắng đây. Con cá sấu này cũng hung dữ nhờ các bạn nhờ. À, con cá sấu đã bị con Godzilla phun tia plasma và bay đi rồi. Nó bay đi tít 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 đâu rồi các bạn ơi. Con hung ghi chắc là nhìn thấy vậy sợ quá bỏ chạy này các bạn. Nó sợ quá nó không dám đi luôn mà nó bỏ luôn. Đây là một con những con vật kia kéo nhau hết ra biển rồi để chơi. Bây giờ con bạch chúa nó đang ở đây nè. Không có ai dám đi qua đây luôn, sợ nó quá. Con khủng long này nó ăn thịt. Nhìn cái hàm răng nó kìa. Nó cắn một con dê con rồi các bạn ơi. Con dê này chắc là bị lạc bầy đây. Ôi, nó ăn thịt luôn. Con khủng long này nhìn chắc là nó đang đói lắm. Các bạn nhìn thấy miệng nó to chưa? Thêm một con dê nữa. Nó tạt luôn một con dê nữa các bạn ơi. Con khủng long này nó nhanh thật luôn. Nó tạt, nó quăng đi luôn các bạn. Khủng long này hung dữ quá. Ai cũng sợ không dám đi qua đâu.